Top 12 nghịch lý cuộc sống làm thay đổi cuộc đời bạn. Các bạn hãy cùng mình xem nhé. Bạn càng cố gắng để người khác thích mình thì họ sẽ càng ít thích bạn. Bạn càng ghét một tính cách nào đó ở người khác thì bạn càng có nhiều khả năng đang ghét tính cách đó của chính mình. Thất bại càng nhiều, khả năng thành công càng lớn. Càng kết nối nhiều hơn, bạn càng cảm thấy cô đơn. Điều gì khiến bạn sợ hãi, bạn càng phải cân nhắc thực hiện nó. Bạn càng có mối quan hệ hạnh phúc khi bạn hạnh phúc với chính mình. Một người càng tin rằng họ đúng thì khả năng họ đã làm sai. Càng có nhiều lựa chọn, bạn càng không cảm thấy hài lòng mỗi khi đưa ra chọn lựa. Càng thành thật với những lỗi lầm và thiếu sót của bản thân và người khác, càng cảm thấy bạn thật hoàn hảo. Càng sợ chết, càng khó tận hưởng cuộc sống. Bạn càng cố gắng giữ ai đó ở gần, bạn càng đẩy họ ra xa. Điều chắc chắn duy nhất là không có gì là chắc chắn. Việc hiểu rõ những nghịch lý cuộc sống sẽ đem đến cho bạn một cuộc sống thành công và sống hạnh phúc hơn mỗi ngày. Nếu thấy hay, các bạn hãy cho mình một tim với nhé.